Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nên đối với sắc học bất tăng bất giảm như thế nào, nên đối với thọ tưởng hành thức học bất tăng bất giảm như thế nào. Bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nên đối với nhãn xứ học bất tăng bất giảm như thế nào, nên đối với nhĩ tỷ thể thân ý xứ học bất tăng bất giảm như thế nào. Bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nên đối với sắc xứ học bất tăng bất giảm như thế nào, nên đối với thanh hương vị xúc pháp xứ học bất tăng bất giảm như thế nào. Bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nên đối với nhãn giới học bất tăng bất giảm như thế nào, nên đối với nhĩ tỷ thể thân ý giới học bất tăng bất giảm như thế nào. Bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nên đối với sắc giới học bất tăng bất giảm như thế nào, nên đối với thanh hương vị xúc pháp giới học bất tăng bất giảm như thế nào. Bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nên đối với nhãn thức giới học bất tăng bất giảm như thế nào, nên đối với nhĩ tỷ thể thân ý thức giới học bất tăng bất giảm như thế nào. Bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nên đối với nhãn xúc học bất tăng bất giảm như thế nào, nên đối với nhĩ tỷ thể thân ý xúc học bất tăng bất giảm như thế nào. Bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nên đối với các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra học bất tăng bất giảm như thế nào, nên đối với các thọ do nhĩ tỷ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra học bất tăng bất giảm như thế nào. Bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nên đối với địa giới học bất tăng bất giảm như thế nào, nên đối với thủy hỏa phong không thức giới học bất tăng bất giảm như thế nào.